Hoạt động thương mại điện tử phát triển ngày càng nhanh chóng, đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý cho các cơ quan nhà nước để có thể bảo vệ tốt quyền lợi của người tiêu dùng. Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số của Công Thương, thương mại điện tử đã và đang phát triển mạnh mẽ, trở thành xu hướng lớn trong thương mại toàn cầu. Tại Việt Nam, hoạt động thương mại điện tử cũng đã phát triển tích cực, trở thành kênh phân phối quan trọng phục vụ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của người dân và góp phần phát triển dịch vụ tài chính thanh toán hiện đại. Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy năm 2023, hoạt động thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh với tốc độ 25% so với năm 2022, được xếp vào nhóm 5 quốc gia có tốc độ tăng trưởng hàng đầu thế giới. Dự báo những năm tới, hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng khả quan. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của hoạt động thương mại điện tử cũng đặt ra thách thức với quản lý, giám sát, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm pháp luật và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ xây dựng và trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 98/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, và nghị định số 17/2022/NĐ-CP trong đó tăng cường chế tài đối với các hành vi vi phạm pháp luật và về bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử. Song song đó, Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu đề xuất sửa đổi quy định liên quan đến thương mại điện tử, như bổ sung các khái niệm mới phù hợp với quy định tại Luật Giao dịch điện tử năm 2023 và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi năm 2023. Đồng thời bổ sung quy định xác thực tài khoản người bán cá nhân và cung cấp thông tin trên các trang web, ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về thương mại điện tử cho địa phương trong quản lý, giám sát và giải quyết tranh chấp trực tuyến trong hoạt động thương mại điện tử. Không chỉ vậy, Bộ sẽ tăng cường trách nhiệm của chủ sở hữu nền tảng số trung gian, người có ảnh hưởng, xác định rõ trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian hỗ trợ hoạt động thương mại điện tử như Logistics, ESP, dịch vụ tiếp thị liên kết, chính sách quản lý mạng xã hội, hoạt động chung cư cấp dịch vụ thương mại điện tử, quy định quản lý tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cung cấp dịch vụ thương mại điện tử ở Việt Nam. Rồi, bây giờ là tất cả các nước trên thế giới hiện đại thì người ta đều trao đổi giao dịch rồi buôn bán, thì mua bán là toàn trên mạng thôi. Đó là thương mại điện tử. Ở Việt Nam mình những năm gần đây cũng phát triển rất mạnh, nên cũng rất là cần sự quan tâm của nhà nước để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đỡ bị phải mua phải những cái hàng giả hay là